Chào bạn sinh viên, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục cái bài progress của mình ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một số cái chức năng của progress. Ở đây các bạn thấy nè, nếu như mà các bạn viết bài thông thường á thì các bạn thấy là ở khu này mình chỉ có trang quản trị, đăng xuất rồi archive các bạn ha. Rồi các bạn thấy là nếu như mình viết bài như vậy á thì cái bài mới á nó sẽ được đẩy lên phía trên. Bạn thấy không? Nó hơi rối không? Bây giờ nếu như các bạn, điều đầu tiên các bạn mong muốn là cái trang chủ khi mà người ta nhập vào cái đường dẫn của mình á, cái trang chủ á, nó luôn luôn nó hiển thị, ví dụ là bài giới thiệu về trung tâm đào tạo Hoa Sen chi nhánh Quang Trung đi. Thì có nghĩa là bây giờ người ta cứ nhập vào cái tên miền này thì nó sẽ chỉ hiển thị ra cái này thôi. Còn cái những cái quản trị hệ điều hành Linux và danh sách sinh viên tham gia khóa lớp thì người ta vào ví dụ chương trình đào tạo nè, quản trị hệ điều hành Linux. Các bạn ha, tùy theo nó thuộc cái chuyên mục nào. Bây giờ mình sẽ giúp các bạn thể hiện cái chuyên mục ra đây luôn ha các bạn ha. Rồi ok, bây giờ đầu tiên các bạn vào cái phần cài đặt cho mình. Rồi các bạn chờ xíu ha, vào phần cài đặt ha. Cài đặt. Rồi ok, bây giờ ở phần này các bạn sẽ qua phần đọc cho mình ha. Rồi đây mình kiểm tra phần đọc. Rồi ở đây các bạn thấy không, bài viết mới nhất, cái trang chủ mình sẽ xuất hiện á, một là các bạn để là chế độ là bài viết mới nhất, thì khi đó khi mà các bạn có được một bài viết nào đó thì nó sẽ được đẩy lên. Còn nếu không thì mình sẽ chọn một cái trang trang web tỉnh. Ví dụ giờ ở đây mình có cái sample page ha, trang bài viết, một trang chủ, trang chủ sample page, sample page ở đây mình chỉ có một trang thôi, trang bài viết. Rồi ok, bây giờ một cái trang tỉnh ha, ở đây mình sẽ làm một trang tỉnh nè, cài đặt đọc ha, trang chủ mình là một trang web tỉnh, thì ở đây mình sẽ vào cái phần trang tỉnh. Các bạn sẽ bỏ cái sample page này đi. Áp dụng, xóa. Rồi ok, giờ mình thêm mới một trang tỉnh vào. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thêm như đây ha. Copy. Rồi. Tiêu đề các bạn ha. Rồi. Ví dụ mình xóa này đi. Rồi ok, mình cho cái kích thước font của nó lớn chút xíu, 14. Giới thiệu ha. Ê, xuống ha các bạn ha. Rồi ok, chẳng hạn như vậy. Rồi mình thêm trang mới. Mẫu mặc định. Rồi các bạn xem ha, những F5 coi nó có ảnh hưởng gì không. Rồi các bạn thấy ha, nó không xuất hiện ở đây ha. Rồi ok, giờ mình mới qua cái phần đọc, mình vào lại phần cài đặt và đọc. Rồi ok, giờ mình chọn thử trang chủ đó, trung tâm đào tạo đó, lưu thay đổi. Ok ha, giờ mình thử nha. Nhấn F5 lại nha các bạn ha. Rồi các bạn thấy rõ không? Có nghĩa là cái trang chủ khi người ta, để mình tránh bị rối đó các bạn. Thứ nhất là khi mà người ta vào cái trang chủ, nhập vào cái tên miền của trang web của mình, thì nó chỉ xuất hiện cái trang chủ này thôi. Cái nội dung là như thế này thôi ha các bạn ha. Ok, nội dung là như thế này thôi. Còn những cái, ví dụ bây giờ mình vào chương trình chương trình đào tạo nè, quản trị hệ điều hành Linux nè, thì sẽ ra như thế này đó các bạn thấy ha, thì nó sẽ gọn hơn. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn sử dụng những cái này, chẳng hạn như archive, thì bây giờ mình bỏ đi, các bạn vào cái
Ở đây mình sẽ vào cái công cụ ha. Vào công cụ. Thu hẹp menu. À mình vào phần giao diện ha, widget. Đây, giao diện widget các bạn. Thì các bạn thấy đây nè. Đây là khu vực chính của mình nè. Khu vực chính ha. Đây là các khu vực mà xuất hiện của mình. Thí dụ bây giờ cái ở khi sidebar không hoạt động, đây là những sidebar không hoạt động nè. Không sử gọi là không sử dụng á. Không còn có sẵn ha các bạn ha. Thí dụ giờ các bạn kéo chuyên mục lên đây. Primary ha. Chuyên mục ha. Rồi bạn đợi xíu ha. Thí dụ ha, các bạn xem coi nó có ảnh hưởng gì không. Cái này gọi là sidebar ha các bạn ha. Chuyên mục, các bạn thấy không? Thì nó sẽ xuất hiện chuyên mục. Rồi ok ha, mình kéo chuyên mục. Hiện tại thì chuyên mục có bài viết là có hoạt động nè, liên hệ nè, quản trị hệ điều hành Linux. Thì những cái chuyên mục này đã có bài viết rồi nên nó sẽ xuất hiện. Nên các bạn thấy nó sẽ xuất hiện như thế này ha các bạn ha. Rồi ok, bây giờ mình thêm gì ha các bạn ha. Chuyên mục. Thí dụ giờ mình vừa thêm bài viết mới nhất trên chuyên mục. Số lượng hiện thì bài viết là 5 bài. Thí dụ chẳng hạn như vậy. Mình nhấn F5 lại. Rồi bạn giờ xíu ha. Bài viết mới nhất. Nó chưa áp dụng ta. Rồi, bài viết mới nhất nè. Bạn thấy không? Mình mới có 4 bài à. Bài viết mới nhất, chuyên mục. Rồi đó, chẳng hạn như vậy. Thì sẽ xuất hiện vậy cho đẹp ha. Bây giờ mình có thể mình thêm gì nữa ta? Bình luận mới. Các bạn muốn theo dõi bình luận mới thì mình sẽ kéo bình luận mới. Thêm một cái bình luận mới nữa ha các bạn ha. Ở đây mình kéo thêm bình luận mới. Bình luận mới mình sẽ để dưới chuyên mục đi ha các bạn ha. Bình luận mới. Đó, dưới chuyên mục. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ thêm cái lịch. Lịch ha các bạn ha. Lịch. Ok. Rồi, ngoài ra mình sẽ chỉ các bạn thêm cái thí dụ là bây giờ mình muốn là có cái tư vấn trực tuyến các bạn. Chẳng hạn như thế này đây nè. Thì net.vn ha. Chẳng hạn như các bạn có cái tư vấn trực tuyến ở đây các bạn thấy không? Tư vấn trực tuyến ha, bằng Yahoo ha. Bây giờ mình sẽ thêm như thế này. Mình có lịch rồi, mình có bài viết rồi, bây giờ mình thêm văn bản các bạn ha. Các bạn thêm văn bản cho mình. Mình sẽ chèn bình luận mới ha. Văn bản ở đây. Rồi tiêu đề đây mình ghi là liên hệ. Hay là ghi tư vấn online đi. Tư vấn online. Rồi ok. Bây giờ các bạn chèn một đoạn code như thế này vào. Đoạn code này thì các bạn có thể tìm trên mạng. Hoặc là bây giờ các bạn cứ theo mẫu của mình. Trên mạng thì nó có rất nhiều. Ví dụ ha. Bây giờ mình sẽ chép cái đoạn code này vào. Và các bạn lưu ý ở đây các bạn thay đổi lại nè. Cái phần này nè, các bạn thay đổi lại cái nick của các bạn. Ở đây là mình nick là Sơn Ngạch Dưới Thanh Lê. Sơn Ngạch Dưới Thanh Lê các bạn thấy rõ không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ ví dụ tư vấn online đúng không? Hỗ trợ kỹ thuật. Mình không có tư vấn nha các bạn. Hỗ trợ kỹ thuật. À, mình không có nhiệm vụ tư vấn, thí dụ mình là hỗ trợ kỹ thuật ha. Rồi ok. Mình lưu lại ha. Lưu lại ha. Rồi ok. Rồi hỗ trợ kỹ thuật. Ok ha. Cái lịch này mình cho nó xuất hiện vậy đi. Ê, khoan, để mình xem coi nó ảnh hưởng như thế nào. Rồi bạn đợi xíu. Nè, các bạn thấy có lịch không? Các bạn thấy có hỗ trợ kỹ thuật không? Hay không các bạn ha? Bình luận mới thì chưa có, đương nhiên là chưa có. Giờ hỗ trợ kỹ thuật, giờ thí dụ chưa online đúng không? Do mình chưa online. Giờ mình thử online lên. Xem coi hiệu ứng như thế nào. Rồi ha các bạn ha. F5 lại nha các bạn. Nói chung cứ bình tĩnh nha. Đó các bạn thấy không? Rồi đó, các bạn thấy là mình đã cái online lên rồi.
hỗ trợ kỹ thuật ha. Thì cái hỗ trợ kỹ thuật này các bạn có thể đâu coi, mình sửa lại, mình cho nó thêm bar wrap, một cái bar wrap coi. Các bạn có thể viết cái HTML code ở đây. Rồi ok, lưu lại coi xem. Nhấn F5 lại. Rồi các bạn thấy không? Nó cách ra một đoạn. Rồi ok. Các bạn thấy là mình đã có thêm nhiều cái plugin ở đây. Rồi bây giờ có một cái vấn đề nữa là mình sẽ thêm một cái đếm số lượng cái số người truy cập. Số người truy cập ha các bạn ha. Nếu đếm số người lượng truy cập, chẳng hạn như các bạn sẽ thêm cho mình plugin. Trong đây mình sẽ sử dụng plugin thôi. Plugin. Thì để mình xem. Rồi các bạn chờ một xíu. Plugin. WordPress user online ha các bạn ha. Rồi. Ở đây các bạn có thể sẽ sử dụng một số plugin như thế này. WP. Rồi, mình sẽ sử dụng cái WP user online này ha. Hoặc là giờ các bạn có thể tìm kiếm cài plugin mới. Rồi các bạn thử tìm kiếm ha. User online. Rồi, mình có thể tìm kiếm như để coi nó có ra không ha. Rồi, các bạn nhấn F5. Đây, Visitor Map và Who Online nè các bạn ha. Thể hiện vị trí cái ai online. Hiện như giờ mình thử cài này ha. Cài đặt ngay. Ok. Rồi các bạn đợi xíu ha. Nó có rất nhiều cái login cho các bạn tự chọn ha. Sky nè, online status nè, bạn thấy không? WP user track nè. Rồi các bạn chờ xíu, đang cài đặt ha các bạn ha. Rồi. Đây rồi giải nén kích hoạt login luôn. Rồi giờ mình xem ha. Setting ha. Rồi ở đây VCMap login cần phải có cài đặt cái database này. Dù giờ mình install ha. Rồi. Các bạn nhấn F5 lại. M256. Các bạn thấy visitor map nè. Và các bạn thấy là tới 256M lận ha các bạn ha. Rồi ok, tạm thời các bạn sẽ làm cái này trước đi ha. Những cái bước tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn. Chúc các bạn thành công.